Thưa quý vị, hội chứng máy vi tính hoặc là về tên tiếng Anh thì người ta hay gọi là Computer Vision Syndrome hoặc là CVS Syndrome. Thì đấy là một cái hội chứng khá gặp, thường gặp hiện nay, là bởi vì trong cái thời đại hiện đại thì gần như chúng ta có thể nói hơn 90% số người dân là chúng ta sử dụng máy vi tính. Thì khi mà làm việc với máy vi tính trong một thời gian dài, hoặc là khi làm việc không có đúng cách, không được nghỉ ngơi xen kẽ, thì nó sẽ xuất hiện một số những cái hiện tượng khiến cho bệnh nhân khá là khó chịu. Trước hết là tại mắt thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là cổ sốn, hoặc là chúng ta thấy mỏi mắt, là bởi vì chúng ta sẽ làm việc mà mắt nó không có được nghỉ ngơi. Cái cổ sốn này hoặc là cái khô rát mắt này nó cũng có thể xảy ra do chúng ta bị khô mắt. Bởi vì khi làm việc với cái màn hình vi tính, chúng ta mải mê, không có chớp mắt, không có nghỉ ngơi đầy đủ, thì cái lớp nước mắt nó không được bao phủ ở trên cái bề mặt của giác mạc, nó dẫn đến những hiện tượng khô mắt. Thì một số những cái biểu hiện của hội chứng thị giác do máy vi tính đó là bệnh nhân cảm thấy là khô, nóng, rát và mỏi mắt. Đặc biệt là những cái triệu chứng này nó hay xảy ra về chiều, tức là sau một ngày làm việc, khi mà mắt của chúng ta phải làm việc suốt cả một cái ngày liên tục như vậy. Tiếp theo thì bệnh nhân có thể có cảm giác nóng, rát. Và những cái trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân có thể bị đau đầu, nhức đầu, mỏi vai, mỏi cổ, mỏi gáy. Đây là những cái hội chứng liên quan đến cái việc là chúng ta làm việc ở một tư thế không có thay đổi, và cái mắt của chúng ta cũng làm việc ở trong một cái môi trường hầu hết là sẽ là môi trường máy lạnh, do đó là cái mắt nó cũng dễ bị khô hơn trong một cái môi trường không khí nó khô ráp như vậy. Thế thì đối với những bệnh nhân mà bị cái hội chứng như này thì chúng ta cần phải làm gì? Trước hết là chúng ta sẽ cần phải nhỏ nước mắt liên tục và một cái chế độ làm việc xen kẽ nghỉ ngơi. Có rất là nhiều những cái nguyên tắc, có một số những cái nguyên tắc đơn giản như là 20-20-20 chẳng hạn, như là chúng ta làm việc 20 phút thì chúng ta sẽ nghỉ 20 giây. Nhưng mà đối với tôi thì thường là 20 phút, một cái người mà đang làm việc chăm chú thì 20 phút thì nó quá ngắn. Người ta chưa kịp hết cái dòng tư tưởng thì nó đã đến cái thời gian nghỉ ngơi, do đó là tôi khuyên bệnh nhân là nếu như mà được thì khoảng 45 phút chúng ta sẽ nghỉ khoảng độ 1 cho đến 5 phút. Lúc đó thì các bạn cũng không cần thiết là phải đi hẳn ra ngoài hoặc là làm cái gì đặc biệt, nhưng mà chúng ta có thể nhắm mắt, nhỏ thêm nước mắt nhân tạo, chúng ta có thể nhìn ra xa những cái vật thể ở xa, ví dụ là nhìn qua cửa sổ, nhìn vào những cái bức tranh ở trên tường, giúp cho cái cơ thể mi của mắt nó được thư giãn và mắt nó không phải bị điều tiết quá mức. Cái việc nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên nó cũng sẽ giúp cho cái mắt của chúng ta được bôi trơn, ẩm ướt, và cái cảm giác khô mắt, đỏ mắt nó cũng sẽ bớt đi rất là nhiều. Ngoài ra thì nếu mà như hiện giờ đấy thì hầu hết là chúng ta sẽ sử dụng những cái màn hình vi tính là màn hình phẳng, thì cái đấy nó cũng hạn chế và nó cũng đỡ gây ra cái hội chứng máy vi tính hơn rất là nhiều so với màn hình cổ điển ngày xưa. Ngoài ra thì về chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cũng có thể bổ sung những cái chất, ví dụ như là dầu cá, vitamin A hoặc là omega 3, là những cái chất nó chống oxy hóa và nó giúp cho cái ổn định cái màng phim nước mắt của mắt của chúng ta, khiến cho các cái thành phần của màng phim nước mắt nó là được đầy đủ và khỏe mạnh. Đặc biệt là nếu mà tốt nhất thì các bạn cũng nên đi kiểm tra định kỳ, ví dụ như khoảng 6 tháng một lần các bạn cũng nên đến khám các bác sĩ. Chúng tôi có thể đo cái mức độ khô mắt của bạn về thể tích cũng như là chất lượng để chúng tôi bổ sung, hoặc là cho các bạn những lời khuyên là dùng các loại nước mắt nhân tạo nào thì phù hợp cho cái trường hợp mà bị mỏi mắt nhiều như thế này. Cũng có một số trường hợp bệnh nhân bị mỏi mắt và bị một cái tật khúc xạ do gọi là giả cận đó, do chúng ta bị co quắp điều tiết, do chúng ta làm việc quá nhiều, thì cái đấy chúng ta cũng cần phải được điều trị một cách đúng cách. Thường thì chúng ta cũng rất là hay chủ quan với cái điều kiện ánh sáng ở trong phòng làm việc. Ví dụ như có một số các bạn trẻ thì hay sử dụng máy laptop và chúng ta lên giường, chúng ta làm việc, chúng ta trong cái môi trường ánh sáng yếu, không có đủ. Thì như vậy lúc đó là mắt của chúng ta sẽ phải điều tiết rất là nhiều. Hoặc là các bạn ngồi trên các cái phương tiện, ví dụ như xe buýt hoặc là xe hơi, chúng ta vẫn làm việc, nó cũng khiến cho cái mắt của chúng ta phải điều tiết liên tục, bởi vì cái độ rung lắc khi mà chúng ta di chuyển trên các phương tiện giao thông nó sẽ làm cho cái khoảng cách từ mắt cho đến màn hình vi tính nó bị thay đổi, và mắt chúng ta sẽ phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường, nó dễ bị mỏi mắt hơn. Và như vậy thì đây là một cái hội chứng nó khá là phổ biến, nó gặp khá nhiều ở những người làm công việc văn phòng, những người làm việc nhiều với máy vi tính, những nhân viên đồ họa, lập trình. Do vậy là việc chăm sóc mắt một cách rất là đơn giản với những cái hướng dẫn vừa rồi thì tôi hy vọng là các bạn sẽ có được một đôi mắt nó khỏe mạnh hơn. Xin chào tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại chương trình sau.